Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau xây dựng những đội hình bá đạo nhất mùa 9 nha anh em. Khởi đầu thì có nhà tài phiệt, kho báu chôn giấu và thu về trái ngọt. Chắc là mình sẽ lựa chọn là kho báu chôn giấu. Ui, kim long lấp lánh thực sự cũng rất là ngon. Nhưng mà tôi đang muốn thêm nhiều trang bị ấy. Và cũng như là sắp kiểu cuối mùa 9 rồi, có rất là nhiều những cái vị tướng bị xóa bỏ. Nhưng mà tôi vẫn thấy có một cái cảm xúc rất là lớn với những cái con trong bộ tộc Yogg-Tothe. Thì sang mùa 9.5, Yogg-Tothe thì đã bị xóa bỏ. Cho nên là trận này thì mình sẽ làm về một cái ý tưởng siêu bá đạo của một bạn đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình. Đó chính là làm về hai Teemo 3 sao hoặc là hai Kalet 3 sao. Hai Kalet 3 hoặc là hai Teemo 3. Cái này thì mình thấy là chúng ta cần phải xào lại những cái vị tướng bậc 2 trước đúng không? Nhưng mà trận này thì mình sẽ làm về hai Teemo 4 luôn. Đấy. Để có thể làm được hai con Teemo 4 thì anh em mình cần phải có được hai con Teemo 3. Đấy. Hoặc là hai con Kalet 3 thì mới thành hai Kalet 4 được. Thì mỗi con 4 sao trong cái bộ tộc Yogg-Tothe thì sẽ có một cái kiểu búp ẩn riêng. Kiểu Kalet lên cột mốc 4 thì nó sẽ có được cái khả năng là kiện đỡ mục tiêu dưới 25% máu. Poppy thì sẽ hất tung, còn Chitana thì sẽ có thêm những cái cú bắn. Còn Teemo thì cái nấm của nó sẽ được kiểu rộng hơn và gây nhiều sát thương hơn. Cho nên là trận này thì đồ thì khá là đẹp cho Kalet đấy chứ. Hay là chúng ta có thể lắp đồ tạm cho Kalet giữ máu trước không? Kiểu một cái cuồng đao, một cái bàn tay công lý đúng không? Nó cũng ổn ổn áp áp. Đấy. Thôi. Tận dụng ở đồ trước tí. Cái bàn tay công lý này cho Kalet thì đúng ngon rồi. Luôn bên em. Nhà này thì lấy cái lõi mà mình mà đấm một con của ông này chết ấy, sẽ hồi máu cho cả team. Rất khó chịu. Chưa kể là còn có can trường và chó gắt 2. Thế này thì ai mà chơi đây? Một pha solo giữa chó gắt và Maokai. Ui. Cái bên thì đang rất căng. Nhưng mà team của mình thì một cái lỗi đó chính là không nhắm vào một mục tiêu. Wow, solo kill. Nice. Một pha xử lý thách đầu đến từ vị trí của chó gắt. Và bây giờ chúng ta có con Teemo rồi. Đây, làm luôn cuồng đao và huyết kiếm đi. Tận dụng những cái trang bị sớm này anh em mình giữ máu. Tại vì cái chặng đường mà chúng ta tìm kiếm hai con Teemo hoặc là hai con Kalet thì nó sẽ rất là dài. Nghe con mèo này. Mẹ con mèo dạo này nó hay nghịch lắm anh em ơi. Mới đái bậy xong. Giờ nó cứ đập đập vào cái bàn phím nghịch chuột thôi. Anh nào mua mèo thì cho tôi cái địa chỉ tôi bán con mèo đi cái. Mèo này tôi mới xét cái avatar, anh em muốn biết xem cái avatar của tôi chưa? Mèo bất lực. Quay lại tập trung lên với trận đấu nào. Đối đầu với ông trùm Phai Ke. Nhà này thì có quần đảo bóng đêm và Samira 2 các kiểu. Khả năng cao sẽ đánh một cái bài Kalista rồi. Mà Kalista cũng là một trong những cái vị tướng bị xóa ở mùa 9.5. Mà công nhận con đấy khó. Khó để có thể gọi là sửa vãi. Kiểu nó có thể sốc đam được bất kỳ một cái vị tướng nào luôn ạ. Sợ thật. Trâu mấy vuốt rồng hay là áo choàng gai hay là như nào. Đủ gạt đủ giáo phát là nó rút luôn. Rồi. Chắc là mình sẽ lựa chọn một cái con JC 3 tiền đi. Nhà kia đánh Piltover hay sao mà lấy vậy? Có đủ Piltover rồi mà. 92 máu à. Chắc là mình cần phải mạ vàng tầm mấy quân. Hai quân hai vàng hai sao để xào cho nó dễ lên hơn anh em.
Z. Và trong đấy thì mình sẽ ưu tiên là mạ vàng Maokai. Mà chưa thấy một con Poppy nào nhỉ? Một con Poppy mà để kích hoạt thêm can trường mà chưa thấy đâu. Khó. Nhà này thì lựa chọn chiến lợi phẩm này. Kobe. Ui ôi, rất là sợ con Kalista luôn anh em, có cái cùng nào thôi kìa. Thấy ám ảnh luôn. Thì cái vùng đất này thì nó sẽ giúp cho chúng ta xào lại những cái vị tướng để có thể tìm kiếm những cái con carry chuẩn hơn. Cho nên là cái vùng đất này thì anh em mình có thể tìm được hai con Teemo, hoặc là anh em có thể sở hữu cái lõi hộp Pandora nhá, hàng chờ ấy, để anh em mình xào tướng. Còn không thì mình cũng không thể nào roll được một phát hai con Teemo ba đâu, tại vì nó sẽ rất là khó. Ui Maokai luôn à, ui đỉnh cho anh em. Đây là một cái trick trick mẹo nhỏ để có thể sử dụng hàng chờ Pandora nhá. Ma Chitana này. Giờ sao, giờ sao? Mình sẽ chơi này đi. Gì hình trên kia nôi tôi hồi nãy tôi thay vào mà quên đấy. Libra, gặp luôn cái nhà này đang tích tiền, nhà tài phiệt này. May chưa? Nhà này 40 tiền này, giàu thật. Mình chỉ có 20 tiền này. Sau round này có lên được Maokai 3 không? Hoặc là chúng ta có thể bắt thật là nhanh những cái vị tướng và xào sau nhá. Ví dụ như ở trường hợp này, anh em mình đang dư một ô của hàng chờ Pandora đúng không? Anh em mình bắt lẹ lẹ tay tí là nó chui vào luôn, là anh mình vẫn có thể xào tướng nha. Đấy, anh em thấy chưa? Ui, Maokai 3 rồi. Đây, xào, bắt đầu xào những con 2 tiền thôi. Còn khi mà làm về hai con một tiền hạ 3 sao thì mình nghĩ là cũng nó cũng dễ rồi đúng không? Giờ làm bậc 2 xem là nó có thực sự là đột biến hơn hay không. Đợt trước thì mình có làm một cái video về hai con Poppy 4 và hai con Chitana 4 rồi. Trận này thì mình sẽ làm về hai con Teemo hoặc là hai con Kalet để xem là con nào độ hơn nhá. Để xem con nào độ hơn. May là trận này cũng ít anh em chơi dốc đồ này. Mà tôi không hiểu sao mà vẫn chưa ra một cái con Poppy nào nha. Đều thật. Đùa. Kalet và Chitana. Ai à, chưa ra Poppy luôn. Làm nhẹ một cái áo choàng gai đi. Cái trang bị này thực sự là rất cần thiết, mà nó kiểu ngon ở cái meta hiện tại, để khắc chế lại những cái con mà thách đấu là một này, những con AV thiện xạ là hai, mấy con đam đam nữa thì gặp áo choàng gai của chúng ta chỉ có mặt đái ra máu. Và sắp hết mùa 9 rồi, anh em nào muốn mình thực hiện cái ý tưởng gì thì hãy bình luận ngay ở phía dưới nhá. Hoặc là có những cái thắc mắc gì, nếu không thì muốn mình review về mùa 19.5 hãy bình luận ở phía dưới luôn. Và đừng quên ủng hộ mình bằng một like, một đăng ký kênh để mình có thể có nhiều động lực ra những cái video chất lượng hơn. Thank you anh em. Ui nhìn này, nhìn Kalen mổ kìa. Zihin, một mũi tên mà trúng 3 đích nhưng không ai phải nằm xuống cả. 41 tiền. Xem có con 2 tiền nào không để anh em mình xào gái. Nên Kalet 2 thì đảm bảo là rất là khác biệt nha. Mà bây giờ lõi rồi, chết rồi. Động lực cuối vé vàng. Ngân sách cân bằng à? Động lực cuối à? Tôi sợ là anh em mình kích hoạt cái động lực cuối này thì nó không hay lắm. Vé vàng thì chúng ta cũng không cần roll nhiều ấy. Đây, lấy cái ngân sách cân bằng ấy đi. Về căn bản thì cái cơ chế đổi lại của cái vùng đất Surima này thì nó đã giúp cho anh em mình tiết kiệm được cái lần đổi lại rồi. Chút nữa anh em mình sẽ cố gắng lên những cái con bậc 2 tiền và 2 sao,
để dễ dàng tìm kiếm Kalet 3 với Timo 3 hơn. Cần chút nữa nhá, anh mình phải xào thêm lên một trong hai con, tầm khoảng hai con hai tiền hạng 3 sao nữa để tìm kiếm kiểu những vị tướng trùng nhau. Nhà này thì chơi Pitover, lõi hy sinh mạnh dữ mà không hẳn là mạnh đâu. Bây giờ là anh em mình mới mạnh này. Nhà này chút nữa nổ hũ xong thì mới gọi là tình bố đời được. Giờ là hơi đuối. Ok. Chín hai máu mà trận này mình giữ máu cũng ổn áp phết. May là có được Maokai 3 sao sớm ấy. Có nào 2 tiền không? Set này. Ấy à. Lên Teemo 2 luôn rồi được chưa? Hay vãi đái. Thường thường thì mình hay roll tìm những cái vị tướng bậc 2 nhưng mà lên 3 sao thì mình hay úp 6 lắm. Thì đây là cái tỷ lệ mình nghĩ là phù hợp để chúng ta có thể tối ưu sức mạnh và roll nó dễ hơn. Cho nên là trận này mình cũng sẽ áp dụng khổng lồ tí hon đến từ vị trí của luôn bên em. Lựa chọn cho mình là một cái bài đấu để Marcia. Sao nhiều anh em lựa chọn cái lõi hy sinh thế nhở? Hồi máu cho cả team à? Thế anh em thì lõi hy sinh hay là chuyển máu ngon hơn? Mình thì... À hy sinh hay là cái gì nhở? Cầu hồi phục. Hai cái lõi như thế này thì nó hồi máu ấy. Mình thì mình thấy lõi nào cũng ngon ấy. Nhưng mà tôi vẫn thích cái cầu hồi phục hơn thay vì hy sinh như này. Ông này mạnh nha. Con lắc này thì có kiếm súng hay stick ánh sáng. Thế nên là nó sẽ búp máu cho những con tanh nữa. Và một cái cơ chế của Demacia tại mùa 9.5 thì những cái vị tướng trong bộ tộc Demacia anh em hay chơi ở mùa 9 thì nó sẽ ra được những cái trang bị ánh sáng ngẫu nhiên đúng không? Nhưng tại mùa 9.5 thì nó sẽ auto một trang bị mặc định ánh sáng, kiểu trang bị mà chuẩn nhất rồi đấy. Đấy. Thế là anh em mình đỡ đợi đồ đẹp rồi đúng không? Lâu lâu là những cái bọn Demacia này thì có những cái pha mà đồ rất lởm. Nhiều pha đồ không y theo ý muốn của anh em mình ấy. Cho nên là bây giờ là có auto đồ mặc định rồi. Chitana 2. Hay không? Con này không chơi này, Galio này. Bây giờ thì có một con Poppy rồi. Tôi đang muốn cho con Poppy vào Cassadin. Poppy vào vị trí của Chitana nhé anh em nhé. Tại vì mình cũng không chơi Chitana. Chỉ cần 3 dốc đồ. Khi nào mà có được Heimerdinger thì anh em mình mới chơi được 5 dốc đồ nha. Cơ chế để hai tướng 4 sao thì mình sẽ nói lại một lần nữa với anh em. Chúng ta cần phải kích hoạt được 5 dốc đồ. Sau đó thì có hai thêm một quân 3 sao và hai quân dốc đồ 3 sao nữa. Thì mình sẽ lên được 4 sao. Hai quân luôn. Ba bị Kalista găm giáo rồi. Anh em xem này. Ma găm giáo vậy thì ai mà chơi đây? Thêm mấy cuồng đao này nữa. Maokai của mình trâu như một cái tảng đá như này. Vậy mà vẫn thua. Ui thật, thua round này thì tôi thấy rất là cay cú đấy. Ra được con gì không? Bùm. Ui, rất là nhiều Teemo luôn. Tận trận này Teemo vẻ đậu hơn này. Kalet, Poppy, Galio, Soraka 2. Thêm một con Teemo ở đây nữa. Mình sẽ xào lại những cái con mình đang sử dụng trước. À, Teemo này bây giờ cấn rồi này. Lấn cấn rồi này. Hay là bán Poppy. Tạm thời thì bán Galio đi trước. Ui, ông này. Ông này khéo niệm luôn rồi chứ. Đi đâu rồi? Tôi tưởng là Eco tích tiền, hóa ra là tích xong rồi đi chơi luôn à. Khó rồi. Ok. Một trận thắng free 51 tiền. Khó phết đấy. Hai con team mô bố này khoai phết đấy. Mình nghĩ tại mình search trên YouTube là bây giờ chưa ai làm về hai con team mô 4 cả.
đúng không? Ôi lại Timo này, anh em mình cố lên một con Timo nữa không? Cố tí không? Ôi, ôi Kale này, cố cá cố quá thành quá cố luôn à? Thôi xong, ừ cũng hên là lên được Kale 3. Một con Timo nữa thôi mà khó nhờ, khó nhằn nhờ. Ok. Rồi Kale 3 và Timo 3 luôn, tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã lên được Kale 4 rồi. Hay. Giờ mình sẽ xào thêm những cái vị tướng bậc 2 để tìm kiếm thêm một con Timo 3 hoặc là Kale 3 nữa. Đấy, phải ôm những cái đôi thông như này. Một cái vuốt này. Mình thấy thì bây giờ chúng ta có thể tận dụng cái Sojin được nhỉ. Vãi, tôi sợ mấy cái ông mình chơi này vãi. Chơi Kalista này vãi. Xem Kalet 4 như nào. Không gam giáo lại Kalista 3 thì thôi tôi khóc luôn á. Thì chỉ có dốc đồ thì mới mang đến cho anh em mình cái cơ chế 4 sao ấy thôi. Bị Kalista gâm giáo chết luôn à. Ông trùm pha ke này. Ma quỷ thế. Sợ thật luôn. 12 máu ra đi. Hôm nay hai anh Kalista. Ghê thật. Anh nhà à, không ra cái gì hết. Tiền tiền. Đang bảo thạch. Sẽ lấy tiền tiền đi. Mà tôi thấy cảm thấy Viego nó hơi bị vướng vướng rồi đấy. Đợi nãy giờ mà không ra con nào ba nữa. À không ra Viego ba nữa. Vẫn cần lên lên con Talia nữa cũng được nha. Thôi hỏng rồi. Viego mày có ra không? Tao bán mày đi bây giờ đấy. Cho Timo vào mới có lên được 4 sao anh em ạ. Sophia. Nhà này thì chơi no sớt. Nhưng mà no sớt này hơi lạ. Lên luôn cấp 8 rồi, chuẩn bị lên cấp 9 rồi. Hình như là anh ta chơi no sớt Katarina rồi. Với cả Darius. Nhưng mà dồn đồ cho Samira đép tạm thời. Ok, Kaled. Mổ ác chưa? Đánh lại những cái đồng minh nào sớt. Soraka 2. Rồi, hợp lý đấy. Galio 3 không? Xét đại ca. Ôi, lần cần cái con Viego này quá. Bán luôn cho nó lành. Poppy. Được thì mình sẽ mạ vàng thêm Galio và con Talia nữa. Hai con này thì cũng kiểu kích hoạt được một vài cái tốc hệ ngon ngon đó. Mong là đi chợ mình sẽ nhặt được một cái quân 5 tiền thôi, 5 tiền bất kỳ thôi. Anh nào không chơi thì cứ để tôi nha. Thì mình có thể xào tìm kiếm Heimerdinger. Nhân vật quan trọng để có thể lấy được cột mốc 5 dốc đồ. Mổ đi. Hay thế nhờ. Ông này có quỷ thư xịn luôn đấy. Ngăn hồi máu ác thật. Mà sao đánh bại được tôi đây. 5 quần đảo bóng đêm mà. Nhà này mà xào ra được con Senna thì khóc nha. 6 quần đảo mà chúng ta không có chùy xuyên phá là cũng mệt nha. Ui có Heimerdinger luôn à. Cho tôi được không? Tôi được không? Tôi được không? Xin người không được rồi. Cầm cung gỗ này thì anh em mình lắp về về lắp cùng đao sau đó thì ba bảo tiền thì hết nước chấm. Béo vét. Hay, may quá không ai đam mê béo vét cả. Vậy thì cháu xin. Ai à, bây giờ nó cũng khoai khoai sắn sắn này anh em này.
Ôi, Talia cũng 6 con rồi. Lại ra đổi sao ra Timo ạ. Trời ơi, nãy mà ra như này thì biết. Bực con Vigo này kia. Khó thật. Ui, còn tay Linga ở đây nữa. Trêu thôi đúng không? Chôn chôn đúng không? Ui, Galio ở đây nữa. Hay à. Mấy nhà này là cái chuyện lợi phẩm mà cho Kalista này thì đầu game hack được bao nhiêu là tiền. Mà có vẻ như nhiều anh em cùng ý tưởng Kalista quá, thế nên là sự cạnh tranh là rất nhiều. May là chúng ta không pha ném gạch tốt của Talia, cứu thua được Kalet. Cái gì đây, cái gì đây? Sion Talia này. Bằng con này đi. Một Talia và hai Viego. À, Galio. Lại Galio nữa. Mà tội nghiệp con Poppy. Ai ở mày không ra đầu sớm đúng không? Cố tí không? Trời ơi, lại cố quá thành quá cố rồi. Cứ kiểu một con cuối cùng mà mình đang muốn ham ham lên 3 sao ấy thì nó chả bao giờ lên được đâu. Bực mình vãi. Nhà này thì quyết định là chơi luôn JC và Zinic ạ. JC Zaun này, được quá nhờ. Ôi. Zinic 3 con JC này là một cầu sống, cổng gia tốc nó một phát thì thôi. Chết hết luôn. Đau thật. Trận này anh em mình làm kiểu ý tưởng điên rồ thôi, cho nên là cố gắng giữ máu tí. Lại Poppy. Trời ơi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Có ra Talia với Galio không thì bảo. Đây rồi. Mình sẽ xào luôn con này luôn nhá anh em nhá. Ra Van à? Thực ra thì ra Van cũng được. Để Marcia các kiểu đúng không? Lên. Ui, Mördinger này ngon chưa? Cũng được, cũng được. Lên cấp cái nhẹ cái. Vừa có Chitana sẵn ở đây thì chúng ta sẽ vừa có được Teemo và vừa có được con Kalet 4. Một cái đồ random à. Tìm kiếm nốt con Galio 3 cái nào. Mô đun thu nhỏ. Cái này cũng cần á. Úi xời ơi. Chỗ này thì chắc mình sẽ lấy một mô đun, một bào vàng và một cái đốt đốt á. Không cái khí. Như nào mà như nào. Kalet 4 cũng phải khác chứ đúng không. Bây giờ anh em mình có cả Teemo 4 ở đây nữa rồi. Luôn bên em. Mà nhà này thực sự là máu nhiều lắm. Hồi máu kinh lắm anh em. Galio 3 luôn. Vậy là chúng ta sẽ có được hai tướng 3 sao rồi. Hai tướng bậc 2 và 3 sao nhé anh em. Anh em sẽ áp dụng cái trick này giống mình. Sau vòng đấu này thì mình sẽ cho một cái con đây, kiểu anh em mình chơi xong rồi, xong trận á, anh mình sẽ phải đổi vị trí của Samira với cả Galio thật là nhanh. Đấy. Thật là nhanh nhá. Và hình như là tôi cũng thử bên mùa 9.5 thì như là fix cái lỗi này thì sao? Cái mẹo trích lò này. Mổ đi. Ui, Kalet mẹ mày bổ ác thế nhở. Hay chưa.
2, 3. Đây, con này vào đây. Mình đổi nhanh nhanh nhá. Xem ra con gì. 94 số luôn kìa. Hiểu chưa? Đây đây. Boom. Đây ơi. Timmer. Thôi thì mình sẽ chơi hai Timo 4 cho anh em xem. Ok chưa? Ui, chết rồi. Chúng ta còn thiếu một đồ cho Timo bên này. Nếu mà anh em kiểu cái cơ chế 3 sao thì chúng ta vẫn có 3 đồ. Sẽ nhiều đồ hơn những cái con dốc đồ khác. Timo ác quỷ. Bây giờ là gấp đôi Timo luôn, nắm kiểu khắp mọi nơi luôn anh em ạ. Nhìn hay lắm. Một con Timo 4 thôi tôi thấy nóng nó đã kiểu khó chịu rồi. Bây giờ là hai con Timo. Đi chợ lấy thêm một đồ nữa là hai hai Timo 4 nha anh em. Như nào mà như nào. Ui giời. Mà ca lẹt đồ đẹp như này tôi thấy bỏ lỡ cũng hơi phí đấy nhỉ. 6 dao buôn 4 bắn tỉa và 3 pitover. Cái đội hình gì nó mắc binh thế. Còn tính mạ vàng luôn hay sao à. Quyền trượng bùa xanh phong kiếm. Quyền trượng ngon đấy anh em nhỉ. Không biết lấy được cá săn té không. Anh mình có Sojin rồi cũng không cần bùa xanh lắm. Ui không được rồi. Thôi thì anh em mình lại lấy bùa xanh thôi. Lại lấy bùa xanh thôi. Không thành vấn đề. Sojin bùa xanh cũng được. Không sao. Nhiều Nhiều mana ấy, nó cũng lên kill nhanh. Rồi hai Timo 4 được chưa anh em ơi. Anh em nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy dập cái, nát cái nút like đi nào. Siêu phẩm có 102. Mình sẽ roll tìm một con pháp sư đa chú. Đây rồi. Để có thể nhân đôi cái lượng nóng của bọn này lên. Sona ở đây đi. Hay phết. Ui gặp ông Kalista 3 này. Mình xem nào. Ăn được ông nào. Mình nghĩ khó ăn được ông này ấy. Tại vì tank của mình rất là yếu. Nắm ơi. Ui nhìn hai con Timo kìa. Đặt nấm ác. Đặt nấm ác. Một phát là cứ hai quả nấm đi ra. Tụt 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 tụt. Tụt 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 tụt. Solo. Solo kill. Trời ơi. Đây là anh em mình chơi thử bốn pháp sư đa chú đi nhở. Chắc để vui đấy. Thua không sao. Bây giờ anh em mình chơi vui đi. Nhờ. Đây rồi. Ui là có Talia luôn. Ui ôi mẹ hợp thế nhờ. Mình vừa bán mẹ con mực kia rồi. Đây anh em xem này, hai này chồng đít vào nhau này. Không biết giận nhau gì. Hai anh em sinh đôi này đúng không. Chồng đít nhau vào nhau. Bán mẹ thằng bây giờ. Giận dỗi gì nhau. Thằng nào kép mạng của ai. Như nào. Thằng anh em. Cái tí mạng rồi dẫn dỗi nhau. Này sắp sửa quê ma này. Ăn nấm này. Úi trời ơi, nhà này Katarina 3 cũng kinh phết nha. Múa ác. Múa ác. Múa ác, ok. 64. Để tôi gặp cái nhà 6 Raul này xem như nào. Này lắc để Marcia này. Nó cũng hơi bị khiếp khiếp á. Việc cót. Ui, ra tận hai con nữa. Ma nhưng mà chút nữa nếu mà muốn chơi bốn pháp sư đa chú ấy thì anh em mình là phải 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 bán đi Maokai 3 đúng không? Tại vì bây giờ chúng ta phải bán đi Maokai này rồi đổ tank cho con Poppy và sau đó thì mới chơi được hai đa chú nữa vào. Cũng hơi bị nguy hiểm ấy. Maokai thực sự bây giờ tank rất là trâu. Không thì chúng ta có thể chơi chắc bắp thì lên cấp 9 anh mình kẹp thêm một cái con Senna vào nữa thì thôi đúng bài luôn đấy. Chuẩn đấy đấy. Nhờ. Katarina.
áo choàng giáp lửa hơi thiếu tay nhỉ. Đây à, đây là mấy nhà này, trụ 5 trụ 7 này, anh mình cần cái chiếu chiếu này á. Chiếu một phát thôi là đi nguyên team. Ok. Sáu ra luôn mà thêm cả hammer các kiểu luôn à. Ác thế. Hammer 3 vào tiền nha anh em. Đùa. Nhà này không sừng tính sao luôn cả Zaun mạo vàng á. Nhưng mà đây sức mạnh của hai con Timbo 4. Có làm được không? Ui giời ơi. Mạnh thế. Echo này. Cái gì đấy? Ông này bị sao vậy? Ủa? Anh em đã xem đây chắc là bảo tôi diễn viên bảo đồ hàng đi đúng không? Thề với anh em mà không biết ông này là ông nào luôn, tự dưng đồ hàng. Hai vãi đái. Sai đồ hàng nhờ. Ai da, thế này anh em chết rồi. Chịu rồi. Má này là anh em nghi ngờ tôi chết luôn đi chứ. Này anh em 99% anh em bảo tôi diễn viên điện ảnh rồi, thuê diễn viên rồi. Má, nhưng mà thực sự đây là một trận đấu ngẫu nhiên mà mình không biết ai là ai cả. Nếu mà chơi cùng nhau ấy thì anh em để ý là sẽ có một cái mic ấy. Một cái mic ở phía dưới đúng không? Không có cái mic nào cả. Tôi chả biết chơi nói chuyện với ai hết. Một trận đấu hoàn toàn là ngẫu nhiên, được Red Game sắp đặt chứ không kiểu anh em mình dàn dựng nha. Chứ để có thể chơi dàn dựng thì tôi có thể làm thêm 3 con Timo 3 sao nữa cũng được. Đây nói thẳng nói thật với anh em. Giờ mà anh em mình chơi game mà thuê kiểu 7 anh em mà chơi cùng mình thôi, chịu. Này tôi không làm được. Khó cho cường. Thuê 7 anh em nữa thì thôi, bây giờ tôi làm 5 con Hammer 3. 5 Hammer 3 thì chắc khó đấy. 2 con đi, 2 con Hammer 3 đi. Có thể không? Này, 2 con này này anh em này. Đồ đẹp chưa? Cho này xuống tí. Nhà này Cassante. Quần đảo bóng đêm. Thôi đã vậy mình sẽ chờ 6 4 pháp sư đa chú cho nó ba bá đi. Hai đa chú này em nóng bình thường quá. Ủa nhà Yasuo Asagi đẹp luôn nè. Nhà này thì chắc có nhà kia đấm được rồi. Mình thì cũng bị nhà kia đấm mà. Nhà đế ma này cũng mạnh phết. À mình ăn được nhà này ạ. Hai. Có con gì không? Ấn để ma luôn này. Mong kia lấy ấn luôn rồi. Bú luôn đi chứ. Đang chơi để ma lại còn thêm cái Cassante lấy căn trường. Ui rồi. Phê giấy. Tôi chả còn đồ gì lấy hết anh em ạ. Lấy đại con này đi. Ui nhà này Cassante 2 mà lại còn thêm cả đồ ánh sáng thì thôi. Khét đấy. 60 tiền thật vừa đủ thì lên luôn nhá. Mình báo này đi. Đây. Chúng ta sẽ phải chơi liều là bán đi cái con tanh duy nhất trong đội hình mà nó thực sự đang rất trâu. Đổi lại sẽ có con team Poppy 2 sao đây. Xem như nào. Đồ qua bên này thì nó cũng đỡ bị ấy anh em. Tuy là bị út sọt nhưng Cassante nó sút ác lắm. Thôi xong rồi, 4 pháp sư đa chú yếu hơn à. Hay là nhà này có Cassante 2 mạnh quá. Anh mình không có tanh mà phải chấp nhận thôi anh em ạ. Nhớ anh em Cassante quá nhở. Ôi ôi thua luôn, khéo mình cũng thua ông này ấy chứ. Mình bây giờ kiểu bài nó mắc binh rồi. Lên được con Hammer 2 nữa hết bài.
Còn không thì chúng ta có thể kẹp thêm như này. Bỏ đi 4 đa chú. Này nó còn đỡ kiếm thêm con tanh tanh châu châu. Ari xào ra con Hammer 2 được không? Làm ăn 2 được không? Taric 3 rồi kìa. Mình sẽ đá cái con ấy này đi. Ây à. Trời ơi, xong đá Taric và xong đá cái con Sen mà đá ra van. Ma cả Santé thì tìm địch kìa. Lại còn con Rai nó không chế cả bản đồ nữa anh em ơi. Nhưng mà nấm của chúng ta, nấm thì sao đây? Nấm rất nhiều nhưng không ăn thua rồi. Tìm bạn quá trâu. Ây à, ây à, ây à. Khó thế nhờ. Belvet này. Ui, không ra luôn. Tôi cần con Hammer 2 á. Hay là cho một con này thành bố không? Cho nó đi nó mổ không anh em. Con này nó thành nhân vật phụ tí chứ. Thấy nó cũng hơi bị cá đuối rồi. Đuối cá rồi. Có thắng được nổi không này? Ít xài ơi. Không kiếm cũng được này. Ui, Hammer 2 được không? Tập trung hết tìm Hammer 2 nhé anh em nhá. Vì nó rất là ngon. Không ra thì thôi thua luôn. Ờ, không ra thật ạ. Không ra thật ạ. Trời ơi, nhỏ vậy. Rôn cạn tiền mà không ra được Hammer 2. Chúng ta sẽ hất tung này đi. Ây à, đổi nhanh ác nhờ. Thôi thì hất tung ra van cũng được. Úi giời ơi, khó rồi. Ui, Casante này mạnh quá. Thôi không sao anh em ơi, đây là một trận đấu kiểu anh em mình làm content vui vẻ. Khó luôn nhỉ, Kaled mổ. Ui, bị sấy phát cuối anh em ạ. Kaled mổ tí nữa là ngon rồi. Nấm. Ui, không đốt được. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video lần này của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.